Xin chào mọi người. Cái video này mình sẽ nói về nhà băng. Mình sẽ nói về Bitcoin. Và mình sẽ nói về một cái nhà băng ở Switzerland. Nhà băng lớn thứ hai của nước Switzerland. Như dịch ra tiếng Việt Nam, Switzerland là như Hà Lan hay là gì đó. Ok, mình không chính xác lắm, mình không biết lắm. Ok, không biết có đúng hay sai. Switzerland là cái nước mà nó làm ra những cái con dao mà có rất là nhiều cái lưỡi. Ok, thì để đi lại quá khứ chút xíu, trước đây năm 2008 là lúc đó là trên toàn thế giới có một sự sụp đổ của những nhà băng. Từ 2008 cho tới 2012, có tới 465 nhà băng gọi là bị sụp đổ, không có tiền. Ok, đóng cửa. Thì đành nhà nước phải in tiền và cho nhà băng. Cứ in tiền và cho nhà băng thôi. Bởi vì nhà nước Mỹ là Federal Reserve, là một cái nhà băng lớn nhất thế giới. Ok, và người ta có thể in đô la ra và cứ cho những cái nhà băng này, cứ vớt những nhà băng này. Nhưng trong riêng trong tiền điện tử, cũng giống như những cái sàn, cũng giống như vừa rồi, giống như FTX và những cái sàn khác, thì nhà nước sẽ không bao giờ cứu vớt sàn tiền điện tử. Ok, và vừa rồi là trước đây là báo chí đồ đẩy ra là cái sự cứu vớt 2008 là chỉ lên tới 700-800 gì đó tỷ đô la. Nhưng con số đó là hoàn toàn sai. Sau đó có những người đào sâu vô, ok, về data của nhà nước, thì con số chính xác là 7.000 tỷ đô la, hơn 7.000 tỷ đô la đã được in ra và cho những cái nhà băng đó, cứu vớt những nhà băng đó một cách miễn phí. Con số mà đã được ghi chép vô báo chí là chỉ có 700 tỷ đô la, nhưng con số thật là tới 7.000 tỷ đô la, là có nghĩa là gấp 10 lần. Thì mình đi lại cái câu chuyện tại sao Daniel chia sẻ cái thông tin này. Cái lúc 2008 sự sụp đổ nhà băng, và lúc đó là cái lúc mà Bitcoin được sinh ra. Bitcoin được đẻ ra và sinh ra 2009 để chủ yếu là để giải quyết cái vấn đề của 2008. Ok, để con người sau này không tin tưởng nhà băng nữa, bởi vì nhà băng là gọi là vớ vẩn, không có thể tin được. Và nó đã kéo kinh tế trên toàn thế giới xuống 2008. Và Bitcoin được đẻ ra để chủ yếu là quăng cái thằng nhà băng qua một bên. Người A có thể giao dịch với người B trên toàn thế giới, bất cứ bạn ở đâu. Miễn sao bạn có mạng là bạn có thể giao dịch với nhau. Và ngay bây giờ, vừa rồi là Silvergate sụp đổ. Mà cái sụp đổ, cái tín hiệu mà nó sụp đổ, và vừa rồi mình mới đào sâu hơn, mình có thời gian mình đào sâu hơn, là mỗi năm những cái nhà băng đó thì nó phải có một cái gọi là một cái report, một cái thông báo cái năm vừa rồi nó thu nhập như thế nào. Thì riêng cái Silvergate thì nó delay, có nghĩa là nó làm chậm lại cái báo cáo đó. Và vừa rồi Credit Suisse là nhà băng lớn thứ hai ở bên Switzerland cũng vậy, không
đẩy ra thống kê năm vừa rồi thu nhập như thế nào. Đáng lẽ là hết năm là người ta phải đẩy ra, nhưng nó biết nó lỗ quá thì nó delay, nó nghĩa là làm chậm cái sự báo cáo đó lại. Và bởi vì vậy nha, cũng giống như Silvergate, lúc mà cái thông tin nó đẩy ra thì giá của nó, cổ phiếu cổ phần của nó rớt. Và ngay bây giờ, ok, ngay bây giờ Credit Suisse cũng như vậy. Thì đây là cái nhà băng thứ lớn thứ hai của Switzerland. Ok. Mình có ghi vài thông tin xuống. Và mình nghĩ những cái thông tin này cũng không quan trọng lắm. Riêng cái Credit Suisse á, ngay bây giờ cái sự mà expenses, cái sự phải trả tiền á, nó rất là cao và cái thu nhập của nó rất là thấp. Và cái thu nhập chính của nó là mua cổ phiếu cổ phần, ok, và mua trái phiếu rồi bán trái phiếu. Nhưng vừa rồi cổ phiếu cổ phần rớt và cái sự thu nhập của nó của cái gọi là 3 tháng cuối cùng của năm 2022 rớt xuống tới 80 mấy%. Và trong cái hệ thống Credit Suisse thì nó đuổi hết những cái người chức quyền luôn. Nói chung là rối giống như một cái nồi cháo heo. Thì đó là cái thông tin mình muốn trao cho bạn. Cái đó có thể là cái con cờ kế tiếp phải ngã sau khi Silvergate. Đúng không? Thì đó là một cái con cờ có thể kéo tiền điện tử xuống. Cũng giống như Bitcoin. Cũng giống như những thứ khác nó chuẩn bị đẩy ra để cho cái tiền Bitcoin này sẽ rớt rớt và rớt. Nhưng rớt rớt và rớt thì sao? Bạn có mua vô không? Bạn có tin tưởng đến nỗi, bạn có hiểu biết đến nỗi để mua vô và giữ lâu dài hay không? Và cái cuộc chơi này chỉ dành cho những người lính. Và những người nào đã bỏ thời gian học về nó thì sau đó bạn mới có sự tin tưởng. Và bạn có thể thay đổi cái tương lai của bạn những tháng và năm tới đây. Bitcoin là tương lai. Vừa rồi bạn cũng đã thấy. Đất nước bên Nigeria, nhà nước đẩy cái tiền nhà băng trung ương, tiền điện tử vô họng của những người dân. Và ra tuyên bố cái tiền tệ của họ ngay bây giờ là giấy luôn. Thì ngay bây giờ là đã đảo. Quánh nhau chiến tranh đang bên đó. Và bởi vì vậy, người dân tin tưởng nhà nước, nhà băng đã bảo kê họ. Nhưng ngay bây giờ thì cái việc đó là hoàn toàn ngược lại. Tiền của người ta ngay bây giờ là trở thành giấy. Giấy. Vậy thôi. Và nhà nước ép người ta phải dùng tiền điện tử. Để làm chi? Quản lý. Và cái đó nó vẽ lên một cái bức tranh là Bitcoin là chỉ là gọi là cái đồng tiền cuối cùng có thể cứu vớt bạn. Và ngay bây giờ, những cái người ở bên Nigeria, nên nước châu Phi đó, đang cảm nhận. Và đó là một cái nước bên châu Á, châu Phi, phát triển nhiều nhất trong tiền điện tử. Người ta rút được đâu 50 đô mỗi ngày, người ta chạy đi, người ta mua Bitcoin, mua Ethereum, mua những đồng khác tiền điện tử. Bởi vì cái đồng tiền tệ của người ta không có giá trị, không mua sắm được một cái gì hết. Thì đã nói lên một cái câu chuyện á, lúc mình tin tưởng nhà nước với đồng tiền, mình tin tưởng nhà băng, rồi lúc mà một cái luật nào nó ra thì nó sẽ giết bạn, làm tổn thương bạn. Và Bitcoin là cái cứu vớt cuối cùng cho con người về mặt tài chính những tháng năm tới đây. Và mình là Daniel tới từ Tiền Academy, cái đó là cái thông tin mình muốn trao cho bạn trong tối hôm nay. Và chút nữa mình có thời gian thì mình sẽ làm vài cái video nữa cho bạn. Đầy giá trị và đầy giá trị. Xin chào.